Vậy là mình đã hoàn thành xong món chả cốm. Mọi người thấy món ăn ngày hôm nay của mình có hấp dẫn không? Là một món rất là ngon và bổ dưỡng. Đặc biệt là trong mùa cốm này, mọi người hãy làm thử cho gia đình mình cùng ăn nhé. Bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức món chả cốm cùng với gia đình mình nhé. Món này thì mọi người có thể làm trong cái mùa cốm này. Ngoài ra thì cốm cũng có thể chế biến được rất là nhiều món ăn khác nhau. Mọi người hãy thử làm theo công thức chả cốm của mình xem sao nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người. Xin chào mừng mọi người đã đến với video hướng dẫn nấu ăn của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm món chả cốm rất là nhanh gọn. Phần cốm mình có ở đây, mùi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ rửa sơ với nước nhé. Mình sẽ chỉ rửa sơ thôi. Mình chắc cái phần nước này đi. Đấy, nguyên liệu tiếp theo mà mình có sẽ là cái phần thịt băm. Mình sẽ cho vào đây chút thịt băm. Mình sẽ đập trứng vào nhé. Mình sẽ cho vào đây tầm 2 quả trứng gà. Thì mình sẽ cho vào đây phần hành phi, hành khô. Và mình sẽ cho thêm hạt tiêu. Cho một chút hạt tiêu vào đây. Đấy, nước mắm. Mình sẽ cho nước mắm ngon vào đây tầm 1 thìa. Tiếp theo là bột canh. Mình sẽ chỉ cho rất là nhạt thôi nhé. Cho một chút thôi. Mình sẽ đảo đều lên. Nay mọi người tùy theo cái lượng cốm mà mọi người thích ăn, mọi người cũng có thể cho thêm, tăng giảm cái lượng cốm cũng như là cái lượng thịt băm theo cái sở thích của gia đình. Mình thấy mình sẽ cho thêm cốm. Cho thêm cốm này. Giờ thì mình bắc bếp lên và rán. Ngoài rán thì mọi người cũng có thể hấp nhé. Nhưng rán thì nó sẽ thơm hơn. Và mình sẽ rán cái phần hỗn hợp này. Mình vừa chuẩn bị lên một cái chảo này. Và mình đã rán cái phần chảo này. Mọi người có thể sử dụng dầu ăn hoặc là mỡ. Mình sẽ chiên vàng đều hai mặt. Mọi người có thể ăn cùng với đó.
cơm nóng hoặc là sử dụng trong các món như là món bún đậu này, rất là ngon. Cốm có mùi thơm, nữa mình rán lên nó sẽ có một độ dẻo, bên ngoài thì sẽ giòn, bên trong thì sẽ có cái độ dẻo. Món chả cốm này cũng rất là nhanh chín, mọi người có thể căn một thời gian, mình sẽ rán tầm 10 đến 15 phút là được rồi. Sẽ nghiêng chả một chút cho phần dầu và mỡ lên tóc xuống để ăn thì sẽ không bị quá ngấy. Thì mình sẽ rán nốt cái phần này và cho ra đĩa nhé.